Cầm danh sách giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh trên tay, thầy giáo vui mừng chạy dọc hành lang trường học, hút 10 triệu lượt xem vì quá đáng yêu. Mới đây trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại hành động của thầy giáo ngay sau khi biết học sinh đạt giải học sinh giỏi đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đó, ngay sau khi nhận được tin học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh trên tay, người thầy đã không ngừng giấu được niềm vui sướng, vui vẻ cầm tờ giấy chạy dọc hành lang trường. Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã thu hút đến hơn 10 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Ai cũng không khỏi bật cười trước phản ứng đáng yêu này, cũng như nức nở dành lời khen đối với người thầy giáo trẻ. Được biết, đây là thầy giáo của một trường học của tỉnh Quảng Ngãi. Hiện đoạn video vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số bình luận của dân mạng để lại: thành tích của các em, thầy cô vui hơn trò nữa. Chắc hẳn thầy giáo này yêu thương và tự hào về học sinh cũng như nghề của mình lắm. Bao nhiêu công sức của thầy và trò, các con ngày đêm học mới có kết quả đó đấy, không vui sao được. Ngày xưa mình đang đứng ở hành lang lớp, cô giáo thì nhảy chân sáo giữa sân trường báo tin. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.